Chúng ta tiếp tục thực hành nghiệp vụ hóa đơn bán hàng đối với hóa đơn số 147. Và đối với hóa đơn 147 thì chúng ta sẽ bán là thép tấm 5 ly. Thì chúng ta sẽ vào phân hệ bán hàng. Chúng ta sẽ chọn phân mục đó là bán hàng. Và tại bán hàng chúng ta sẽ bấm thêm. Chúng ta nhập ngày bán hàng. Tiếp theo chúng ta sẽ nhập cái đơn vị mua hàng. Ở đây là công ty Nguyễn Tân, là công ty mới nên chúng ta sẽ tạo ra một cái mã khách hàng. Chúng ta bấm lấy thông tin. Và chúng ta sẽ bấm cất. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn hàng hóa vật tư chúng ta cần bán, đó là thép tấm 5 ly. Và mã tài khoản chúng ta là 511. Kho thì chúng ta sẽ mặc định là 156. Ở đây chúng ta là bán 70 tấn thì chúng ta sẽ gọi là 70. Thành tiền thì ở đây chúng ta sẽ bán với giá trị là 1.197.000. Như vậy chúng ta đã có phần là thành tiền giá xuất. Và tiếp theo chúng ta sẽ khai thông tin về thuế giá tăng 119.700 khớp với nội dung trên hóa đơn. Và ngoài hóa đơn chúng ta sẽ có thêm biên bản giao hàng. Bất kỳ một nghiệp vụ bán ra nào chúng ta đều có biên bản giao hàng và kèm cùng hóa đơn. Phần giá vốn ở đây thì chúng ta chưa kể cập nhập và chúng ta sẽ cập nhập sau. Và chúng ta đến phần là hóa đơn thì chúng ta sẽ khai thông tin là số hóa đơn 147 với cái ngày là 31 tháng 3. Và sau khi chúng ta đã xuất xong thì chúng ta sẽ bấm cất. Và nếu các bạn muốn cập nhật giá xuất kho thì chúng ta có thể lại vào tiếp tục. Chúng ta vào nghiệp vụ, chúng ta sẽ chọn phần đó là kho, chọn tính giá xuất kho. Và lúc này chúng ta sẽ chọn là tháng 3. Lúc này các bạn sẽ bấm lấy dữ liệu để phần mềm load lại dữ liệu. Chúng ta sẽ chọn quý, đó là chúng ta quý 1. Và hóa đơn chúng ta là hóa đơn 147. Và lúc này các bạn sẽ vào phần giá vốn. Các bạn thấy đây là phần giá vốn đã được chạy cho chúng ta là 14.343. Là cái đơn giá mà đơn giá tồn kho. Và chúng ta kiểm tra bằng cách là chúng ta vào báo cáo. Chúng ta vào phần báo cáo chính, chúng ta chọn cân đối tài khoản. Chúng ta sẽ chọn là tháng 3. Ta sẽ có phần xuất kho ở đây là 1.004.000 và công nợ chúng ta là 33, đối với tài khoản là 131 như bình thường. PAT đồng thời là doanh thu tương ứng. Ta kiểm tra phần kho. Chúng ta chọn tháng 3. Chúng ta có xuất kho là 70 tấn tương đương với 1.004 là giá trị 1.004.000 là cái phần giá vốn chúng ta xuất kho. Tiếp theo chúng ta kiểm tra phần công nợ, chúng ta sẽ vào phân hệ bán hàng, chúng ta sẽ chọn mục là tổng hợp công nợ phải thu khách hàng, ta chọn tháng 3. Ta sẽ bấm đồng ý. Lúc này chúng ta sẽ có cái phần giá trị chúng ta là 1.316.700 là khớp với cái nội dung trên hóa đơn chúng ta đã xuất bán hàng. Thì như vậy chúng ta đã thực hành xong cho nghiệp vụ là bán hàng đối với hóa đơn 147 là thép tấm, bán về thép tấm 5 ly.